cái cám hết có mỗi cái chuối thôi. Đây cái con bé bé này đen xỉ này chăn được gần 2 năm rồi. Con này thì nó lớn nhanh hơn, bởi con này là lợn đực, mình mới thiến được 3 tháng. Còn con này là lợn nái, mình phối không biết có con chưa. Ăn không hết thằng cái bá thượng đây rất là nhiều. Nói chung lợn ta thì ăn nó sẽ rất là béo, sẽ rất là ngọt thịt, nó đỏ thịt, chắc thịt. Còn lợn tăng trọng thì ăn nó không ngon lắm. Bây giờ mình sẽ đổ cam xuống này. Có thêm mấy con gà của mình nữa. Con này được tầm khoảng 35-40 cân rồi. Con này mình để làm giống, còn mỗi con này thôi. Đó, video mình đến đây là hết nhé. Nếu mọi người cảm thấy video hay, đừng quên đăng ký kênh, đồng thời nhấn chuông thông báo để nhận những video, những clip hay và mới nhất từ kênh của mình nha. Hello, xin chào tất cả mọi người, lại chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của mình. Hiện tại bây giờ đã xế chiều rồi, tầm khoảng 6 giờ chiều mọi người ạ. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn biết một con lợn không cám được ăn những thức ăn gì và thức ăn của nó chế biến như thế nào. Bây giờ các bạn sẽ cùng mình bắt đầu chuẩn bị cho một bữa tối cho lợn nha. Đây là một bó khoai lang. Đây mọi người nhé, khoai lang thì các bạn chắc ai cũng biết rồi. Đấy, ở đâu cũng có, nhà nào cũng trồng. Đấy, một bó khoai lang này. Và đây một đoạn chuối. Đó, đây một đoạn chuối, mình chỉ lấy một nửa thôi. Bởi vì hai con lợn nên là mình chỉ lấy một nửa thôi. Bây giờ mình sẽ tiến hành thái chuối trước nhé. Chuối thì mình sẽ thái nhỏ ra. Thì máy móc đã đến tất cả các hộ dân rồi, nhưng mà mình có một hai con lợn thôi nên là mình cũng ít lợn, nên là mình cũng không cần đến máy móc, cho nên là mình cũng chỉ sơ chế bằng tay thôi mọi người ạ. Đấy. Mọi người sẽ xem mình cách sơ chế thức ăn cho lợn như thế nào nhé. Nếu mọi người cảm thấy video hay, đừng quên đăng ký kênh, đồng thời nhấn chuông thông báo để nhận những video, những clip hay và mới nhất từ kênh của mình, và đồng thời là ủng hộ mình và tiếp thêm động lực cho mình để mà làm những clip, những video hay và mới nhất nhá. Thì mình thì ngày trước mình cũng không biết thái đâu mọi người ạ. Đây rất là mỏng, nó chỉ tầm khoảng 0,5 mm, cũng không hẳn là mỏng lắm. Dao này thì chỉ thái được như vậy thôi. Thì vừa thái thì mình vừa băm luôn. Mình thì không có cối nên là mình dùng tay băm nhỏ nhỏ ra, xong tí mình sẽ nấu. Nói chung là nuôi một con lợn mà không cám rất là lâu. Đấy, tầm 2 đến 3 năm mới được bán. 2 năm đi, 2 năm, 2 năm rưỡi đi mọi người nhé. Thế là nhà nào chăn tốt. Đấy,
đây mình chỉ thái đến cái đoạn mà bị gãy này thôi, xong là mình để đây cho bữa ngày hôm sau. Thì hai con lợn mình cũng ít thôi, mình sẽ băm nhỏ cái đống này. Nói chung là có người sẽ giá và chăn thẳng luôn, tùy thì đấy là tùy mỗi nhà mỗi cách, còn có người thì sẽ giá về xong là nấu. Nhà bình thường thì toàn là băm về xong là có người chăn thẳng, có người về nấu, thì giá về xong người ta chăn luôn. Mình thì mình sẽ nấu qua đi. Ok, vậy là bạn băm đã băm xong rồi, bây giờ đến phần khoai lang nhé. Khoai lang thì mình đã đi hái sẵn rồi. Cái này tùy mọi người, thích băm to thì băm to mà băm nhỏ thì băm nhỏ mọi người ạ. Nói chung là cũng nhiều người và cũng đứt tay khá nhiều vì cái món này rồi. Đây là cách băm da lợn của người dân tộc Dao Tày. Kinh thì mình không biết, nhiều mông thì mông cũng băm này luôn. Bây giờ hiện đại là người ta toàn chăn cắm chăn thẳng thôi, nhưng mà tăng trọng rất là nhiều. Đây là từ của xa xưa các ông các bà đã dùng cách này để mà chăn lấy được một con lợn. Đó, bây giờ là phần chuẩn bị cái khâu chất xơ của mình đã xong rồi, và tí mình sẽ bắt đầu nấu thôi. Đây mình cho mọi người xem qua. Đấy. Để sẽ trộn vào nhau. Thì mình cho trong nồi thì nó cũng đảo vào nhau thôi. Đấy, xong rồi. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị xong là tí tối mình nấu nha. Ok, bây giờ đã tối rồi mọi người ạ. Bây giờ mình đã chuẩn bị đây, thả một cái nồi đây. Nồi mình hay nấu cám lợn nên mọi người trong này chỉ có một tí nước thôi. Bây giờ mình sẽ cho nồi lên. Ở đây cái cám cái chất xơ mà nãy mình đã chuẩn bị rồi. Đây là gồm có chỉ có sơ chuối với lại chỉ có chuối, thân chuối với lại một ít khoai lang thôi. Bây giờ mình sẽ đổ vào nhá. Nó đầy quá mình sẽ ấn xuống. Rồi. Ok, bây giờ đã xong rồi. Mình sẽ đổ nước vô nhá. Đây thì mình cho 4 đến 5 gáo nước. Bây giờ mình sẽ đậy nắp một thời gian xong là chờ sôi xong mình cho cám ngô xuống rồi. Đây mình sẽ cho lửa to vào. Đó, mọi người cùng mình chờ một lúc xong là khi nó sôi mình sẽ cho lửa xuống nha. Ok, sau một thời gian chờ đợi thì mình vào kiểm tra nồi cám lợn mình xem thế nào nhé. Đã sôi rồi mọi người ạ. Như kiểu lẩu bánh ấy. Mình có một chiếc sảnh sảnh bé bé đây. Chơi luôn. Chơi luôn cái sảnh nhé. Đấy, xong một thời gian nấu thì nó bị ngót xuống. Ok, bây giờ mình sẽ đi lấy cám. Cám ngô mình đã nghiền sẵn rồi. Đây mọi người nhá, mình lấy trong nồi này. Ôi trời, chuột nó vào nó không ấy. Không đớp. Họ một gáo này. Mình lấy thêm một gáo nữa nha.
hết rồi. Mình đang nghiền sẵn rồi. Hôm nay là bữa cuối cùng thôi cho nó. Anh nhầm, bữa cuối cùng. Mình nghiền sẵn rồi, mình chưa đổ vào đây. Mình nấu cái hết cái cũ đi, mình sẽ nấu cái mới. Không nó đổ vào đến lấn nó sẽ bị hỏng. Ok, vậy đã xong hai gạo. Ok, bây giờ mình sẽ đảo quá nha. Mình dùng luôn cái sẻng này đảo. Mình nấu này xong là ngày mai, sáng ngày mai mình mới chăn. Vì nãy chiều mình chăn cám cũ rồi. Nó coi như là hai gáo này chăn cho hai bữa mà hai con. Mình đảo kỹ vào để cho nó đều vào. Hay bị dính. Bây giờ mình gạo nó nhá. Ok, vậy là xong một thời gian mình đã đảo xong rồi. Bây giờ mình sẽ tắt lửa đi. Đấy. Mình sẽ đậy đây. Mình rút bớt củi đi nhá. Mình để còn một cái than không thôi. Đấy, mình rút bớt lửa đi. Đó. Xong là sáng ngày mai mình sẽ dậy kiểm tra xem nào nhá. Bây giờ mình sẽ đi ngủ đã. Ok, sau một đêm mình sẽ dậy kiểm tra nhá. Đó, các bạn thấy chưa? Nó đã lên một cái cám chăn lợn. Bây giờ mình sẽ lấy cho lợn nhé. Đây là hiện tại đang là buổi sáng rồi. Đây là thành quả sau một đêm. Chỗ này mình sẽ chia làm 3 bữa nhé. Đi buổi trưa mình săn một thêm một bữa nữa. Để mình đi múc đi được các bạn. Đấy, chỉ có thế thôi. Bây giờ mình sẽ đi săn nhá. Mình đảo đã. Bây giờ mình sẽ đảo nhá. Lại cho nó cắm với cái cắm tối qua mình nấu với nước ấy, nó trộn đều nhau. Đó, bây giờ mình sẽ đi bắt đầu đi chăn thôi. Chỗ lợn của mình thì cách khá xa nhà, tầm khoảng 30 mét rồi đấy. Được cái cách xa này nó sạch sẽ mọi người. Mình có thêm một con gà nữa. Nó ăn cái cám hết, còn một cái chuối thôi. Đây con, cái con bé bé này đen xỉ này chăn được gần 2 năm rồi. Con này thì nó lớn nhanh hơn. Bởi con này là lợn đực. Mình mới thiến được 3 tháng, còn con này là lợn nái, mình phối không biết có con chưa. Ừ, ăn không hết bằng cái bá thượng đây rất là nhiều. Nói chung lợn ta thì ăn nó sẽ rất là béo, sẽ rất là ngọt thịt, đỏ thịt, chắc thịt.
lợn tăng trọng thì ăn nó không ngon lắm. Bây giờ mình sẽ đổ cam xuống này. Bây giờ mình nhìn nó ăn nó. Có thêm mấy con gà của mình nữa. Con này được tầm khoảng 35-40 cân rồi. Con này mình để làm giống, có mỗi con này thôi. Đó. Đó, video mình đến đây là hết nhé. Nếu mọi người cảm thấy video hay, đừng quên đăng ký kênh, đồng thời nhấn chuông thông báo để nhận những video, những clip hay và mới nhất từ kênh của mình nha.